bự quá đây, đập đi, đừng lấy lén nha. Đừng lấy lén nha, coi. Nha. Đập lại nha, chị nào lấy chị dở vô đó. Rắn tự đi ở đâu nó vô nhà trời. Giờ nó vô lẩu luôn rồi. Không biết chỗ này là chiên về, về ăn rắn sao nó vô nhà chứ biết. Rắn này nó xui lắm mới vô tới nhà. Rắn hả? Tại số à? Tại số. Đâu chui vô gạt tủ vậy? Không biết chỗ này là mình chiên ăn rắn hay sao. Ủa mày sao mày mang vô mày? Quấn quán chui ra. Ăn được hả? Ăn được đứng ngồi la hả? Ngon đó, thịt ngọt dữ đó. Nó này gắn gì? Không hèo à, ốm. Không ngựa hả? Rồi rồi, thịt ngọt dữ đó. Gắn gọn ra ngoài đồng, gắn mỏ vỏ. Nhà gắn gọn, đồng không có vỏ. Cái này bắt chuột. Ngọt ghê luôn á. Đây. Sao tự nhiên tôi vô nhà vậy em biết? Mà thấy vũ nó rửa cái sáo á. Lấy chui nhà, ở dưới chui nhà. Chui đây nè, đấy. Có chui vô tủ á. Chắc thấy vũ cái gì. Ngon quá, thật ngọt quá. Ở nhà mình la nó quấn nó nha. Ai ngồi nó uống bia vậy? Đây nè. Mẹ nó uống. Quá rồi, chứ mẹ phải không? Đó, đây nè.